tên là thun gì, cũng hao hao thun giấy nhưng mà nó dày hơn thun giấy. Cái thường là thun giấy mặt nó mỏng, còn cái này không mỏng và rất là láng luôn. Chất in của nó mình thấy cũng giống cái in 3D nè. In này là không bao giờ sợ bị phai màu ha. Dạ, muôn đời màu nó cũng vậy. Họa tiết nhìn rất là sắc màu, rất là tươi trẻ. Và ở đây có cái chữ, cái dòng chữ này là có ép đá cho mình luôn nha. Cho nên mặt lên rất là sang và cổ của nó là viền viền màu ha, viền màu co giãn. Chất thun này co giãn nha. Đó, cái màu này giặt là không sợ bị phai luôn đó. Chất thun rất là đẹp, mặt nó mát luôn, mặt mát dễ chịu luôn. Cái này là free size cho mấy bạn tầm 70kg đổ lại là mặt vừa ha. Đó, những cái dòng chữ là có ép đá cho mình hết ha. Rất là sang và giá chỉ có 245.000 thôi nha, rất là đẹp. Mùa hè đi du lịch như vậy nè, mình có thể chọn những cái áo sắc màu như vậy nè. Đi chơi du lịch cũng là hay luôn, có những mặt trắng. Trắng cũng có bán luôn nha. Còn phối với những chiếc váy riêng gì cũng được ha.